Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Đây cả gần cả năm là cái cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông kéo dài chỉ ngừng lại khi mà bệnh dịch bắt đầu bùng nổ. Và trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng là sự kiện mà nóng hổi nhất đó là chuyện tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ chấm dứt tình trạng quy chế đặc biệt cho Hồng Kông và cái tuyên bố của tổng thống Donald Trump nó cũng liên quan đến những gì người Hồng Kông tranh đấu trong thời gian vừa qua và với cái sự tranh đấu của Hồng Kông phong trào biểu tình dân chủ thì chúng ta lên tiếng phản đối những hình ảnh cảnh sát đánh đập những người biểu tình những cái chính sách đàn áp những người biểu tình và những cái biểu tình ở Hồng Kông chúng ta thấy cũng những là giới trẻ nhưng bây giờ, câu chuyện của người Hồng Kông biểu tình và những gì đang bùng nổ tại Hoa Kỳ cũng những người biểu tình lại là một cái chủ đề được khai thác đặc biệt ở tại bên phía Hồng Kông, Trung Quốc. Thì đây là câu chuyện anh em chúng tôi sẽ nói đến với quý vị trong ngày hôm nay. Xin chào anh Đô Dũng. Vâng, trời Mai Vĩ Long, kính chào các anh SBTM uh, chính xác vào thứ sáu tuần trước. Khi mà nước Mỹ đang bắt đầu có các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của ông George Floyd ở bên Minneapolis, tiểu bang Minnesota, thì Tổng thống Donald Trump đứng ở vườn hồng và tuyên bố ba chuyện. Thứ nhất, rút ra khỏi chiều Thứ hai, rút khỏi cái quy chế mà, mà gọi là tự trị của Hồng Kông. Và thứ ba là cân nhắc chuyện không cấp visa cho khoảng 3.000 sinh viên cao học Trung Quốc vào Mỹ du học mà số sinh viên này bị coi là có những liên hệ đối với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đó là bà cái chuyện tổng thống Trump đưa ra và khi mà đưa ra cái chuyện đó thì ông Trump đã nêu nhiều lý do, ta biết là vì sao mà Hồng Kông không tự trị, vì sao mà Trung Quốc bị trừng phạt v.v. Um, sau đó thì cái người phát ngôn của bộ ngoại giao của Hoa Kỳ, xin bản kỹ thuật cho coi cái uh, hình uh, biểu tình, thì bà có tweet ra như thế này, bà này là bà Morgan Ortagus. Hôm nay là một uh, uh, đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng đối với thế giới và ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử những người dân yêu chuộng tự do của thế giới phải đứng lên chống lại cường quyền đặc biệt là đảng cộng sản Trung Quốc đã thẳng thừng uh, coi như là chối bỏ cái lời hứa đối với người dân Hồng Kông thì toàn bộ cái 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 câu chuyện trong cái tweet này của bà đó ngay lập tức được cái bà Hoa Xuân Oánh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời I can read quý vị thấy thì trong cái tweet của bà Otagus nó nói là những cái chuyện chẳng hạn như là gì ờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát Hồng Kông và đã không giữ lời hứa đối với người dân Hồng Kông là vào năm 1997 khi mà trao trả lại Trung Quốc thì người dân Hồng Kông được tự trị 50 năm là bây giờ Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông vân vân rồi những cuộc đàn áp vân vân đó thì cái bà Hoa Xuân Đánh Ba trả lời là I can't breathe là cái câu gì? Cái câu này nó có hai ý nghĩa về nghĩa đen. Nó là cái câu nói của ông George, Brown, uh, George Floyd khi bị cảnh sát viên, lúc đó cảnh sát viên Derek Chauvin đè cái gượt đầu gối vô cổ. Và ông không nói là I can't breathe. Và chúng ta biết là sau đó ông đã qua đời. Và sau đó giảo nghiệp tử thi của Hennigan County cho thấy rằng ông bị chết không phải vì bị nghẹt thở mà vì một cái chất gì đó thể uống ở trong người. Hả? Nhưng mà ngày hôm qua thì có giảo nghiệm tử thi độc lập của gia đình ông Cho thấy là ông chết vì nghẹt thở Vì cái đầu gối đè lên máu nó không lên óc được Và vì hai cái người đè bên phía sau nữa nên khó thở Đó là cái giảo nghiệm tử thi độc lập Cái đó chắc chắn sẽ gây tranh cãi cho những người tới Và là sau cái yếu tố chính để có kết tội ông so bên hay không Ờ nhân thể nói luôn là sáng ngày hôm nay cái ông mà bộ trưởng tư pháp của Minnesota nói là cũng sẽ truy tố ba người cảnh sát viên kia luôn cái tội nặng hơn nó đại khái như vậy xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi hình ảnh HD âm thanh rõ ràng chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play Apple Store Roku hoặc Amazon